Em Thanh xin kính chào quý cô chú chị đã bao giờ trở vào với kênh YouTube của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cũng như thường lệ em Thanh lại tiếp tục lên báo giá nhanh 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cô chú chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Đầu buổi báo giá của ngày hôm nay, em Thanh kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình trên mọi miền Tổ quốc một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vâng, bây giờ thì em sẽ vào buổi báo giá của ngày hôm nay. Mẫu đầu tiên em gửi lên là một chiếc nồi đến từ thương hiệu Mitsubishi. Em này thì thành vách này, thành vách rất là đẹp nhé. Đấy, thành vách thì rất là đẹp, không chảy xước, không móp méo ở đâu. Và cái này thì dòng cao tần, dung tích 1 lít, sản xuất năm 2005. Vâng, cái này thì đời nó có hơi sâu một chút, nhưng mà đời thì không quan trọng đâu các bác ạ. Khi mà mình mua nồi đấy, chất lượng của nồi với là cái quan trọng. Cái này thì có chế độ là nấu cơm ngon, nấu cơm cứng, cơm mềm, nấu cháo, gạo lứt. Đấy, những cái chức năng ở đây thì bên em đều đã hỗ trợ bằng tiếng Việt rồi. Khi mà mình mua về chỉ cần cắm dây điện vào là sử dụng được thôi. Vâng, bây giờ thì em sẽ mở vào lòng trong. Lòng trong thì nắp nồi của em này, nắp nồi thì đang còn mới nhá cả nhà mình. Đấy, nắp nồi thì đang còn mới này. Doang nồi thì sự đàn hồi tốt nhá. Doang nồi sự đàn hồi tốt, doang nồi thì nói chung là cũng đang còn đẹp. Đây là cái màu của nó chứ không phải là ngã màu nhá cả nhà mình. Cái màu của cái doang nồi đấy. Và lòng nồi của em này đấy thì sẽ có một vài cái xước lông chó lông mèo thôi nhá. Cái xước lông chó lông mèo này thì không quan trọng đâu. Khi mà mình nấu cơm thì nó sẽ không dính cơm, cũng như là cơm rất là ngon cơm nhé cả nhà mình. Đấy, bên ngoài thành vách thì nó là dòng inox này, sáng bóng luôn. Đấy, các bác có thể là vừa nấu vừa xoay gương được luôn đấy. Sáng lắm luôn nhé, rất là đẹp này. Đáy nồi này đó, nói chung là cái nồi này độ mới thì còn rất là cao này, trên 90% độ mới nhé. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.400.000 đồng. Bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Bên em thì đã bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành về nồi là 1 tháng. Vâng, trong vòng tháng đầu tiên nhà mình mua nồi bên shop em mà có trục trặc kỹ thuật gì thì bên em sẽ cho một đổi một. Và riêng nồi của Nhật đấy thì họ sử dụng là điện zin 100V nhé. Khi mà mình mua nồi bên shop em thì nhà mình chưa có cục đổi nguồn ấy, mình mua luôn cục đổi nguồn kèm theo để độ bền của nồi sẽ được cao, cũng như là mình nấu cơm nó sẽ ngon cơm nhé các bác. Đấy, và tránh trường hợp là mình cắm nhầm vào điện 220. Vâng, bây giờ thì em sang mã thứ hai của ngày hôm nay. Vâng, mã thứ hai của ngày hôm nay là một em Sanier, một em Sanier mặt quỷ nhé. Cái này thì cũng có chế độ là gạo lứt này, nấu cơm ngon này, nấu cháo này, nấu nhanh này, cơm mềm này. Đấy, những cái chức năng ở đây thì nó đều giống nhau nhé. Thành vách của em này thì cũng không có bị móp méo ở đâu, cũng không có chảy xước nhé. Cái này là dòng áp suất, dung tích 1 lít, sản xuất năm 2008 nha cả nhà mình. Đấy, dòng mặt quỷ này, rất là đẹp. Nói chung là cái dòng mà nồi áp suất đấy thì Nhật họ sẽ sử dụng hầm nhiều về những cái chất liệu, chẳng hạn như là đậu đen này hoặc là đậu đỏ đấy, thì nó sẽ có ám màu lại nhé cả nhà mình. Đấy, nắp nồi thì đang còn mới này. Đấy, doang nồi thì nó sẽ có hơi ngã màu một chút nhé, hơi ngã màu một chút. Thế nhưng mà cái độ dày này cũng như là sự đàn hồi của nó đang còn tốt này. Đấy, thì mình nấu cơm nó sẽ rất là ngon cơm nhé cả nhà mình. Và lòng nồi của em này đấy thì không có bị bong chóc chảy xước gì nhá, rất là đẹp. Ở trong có phủ một lượt kim tuyến này, rất là đẹp luôn. Bên ngoài thành vách thì cũng là dòng inox này. Đấy, nồi rất là đẹp, nồi quá đạt tiêu chuẩn rồi. Và chiếc nồi này thì bên em đang bán với giá là 2.500.000 đồng nhé. Đấy, bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại và Zalo cho em ạ. Bây giờ thì em sang mã thứ ba của ngày hôm nay. Mã thứ ba của ngày hôm nay là một em Nationan. Vâng, một em Nationan rất là đẹp luôn các bác ạ. Thành vách thì không có chảy xước ở đâu nhé, không có chảy xước, không có móp méo này. Rất là đẹp, vuông thành đứng cạnh này. Độ mới thì còn tới 97% độ mới luôn. Cái này đúng là độ mới rất là cao. Và cái này thì nó có chế độ là nấu cơm ngon này, nấu xôi này, nấu cháo gạo lứt này, nấu nhanh này, ủ ấm này. Đấy, cao tần dung tích 1 lít nhé, sản xuất năm 2007. Dòng nồi săn Nationan van dài này thì nấu cơm nó rất là ngon cơm nhé cả nhà mình. Cực kỳ là ngon cơm luôn.
Đây em sẽ mở vào lòng trong để cả nhà mình thấy này. Một chiếc nồi đúng là đáng giá cái nồi luôn các bác ạ. Đấy, nắp nồi thì mới kinh keng luôn này. Dòng inox này, dòng inox sáng bóng luôn nhé. Inox có thể là xoay gương được luôn. Doang nồi thì xanh này, xanh đét luôn, không có một vết ngã màu gì nhé. Doang nồi quá là chất lượng luôn. Nó chỉ kém phần nồi mới là đã qua sử dụng thôi cả nhà mình ạ. Một em nồi đẹp long lanh, đẹp lắm luôn nhé. Từ nội thất đường trong cho đến bên ngoài, quá là xuất sắc. Đây, lòng nồi thì cực kỳ là đẹp. Lòng nồi có phủ một lượt kim tuyến nhé. Và em này thì dù là dòng nồi cao tần nhưng mà nó rất là dày này. Bên ngoài thành vách thì bóng loáng luôn cả nhà mình nhé. Không có một cái dấu hiệu gì này. Đấy, rất là đẹp. Quá là chất lượng. Một em nồi rất là chất lượng luôn. Vâng, em này thì bên em đang bán với giá là 2.300.000 đồng nhé. Bác nào mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ. Và bây giờ thì em sang cái thứ tư của ngày hôm nay. Cái thứ tư của ngày hôm nay là một em Panasonic. Một em Panasonic thân hình thì tất cả là màu trắng nhé. Thân hình màu trắng này, rất là đẹp luôn. Đấy, nhựa của Nhật thì nó rất là dày. Độ bền của nhựa Nhật thì rất là cao. Và khi mình sử dụng đấy, nó có dây bẩn vào thì mình chỉ cần lấy khăn ướt mình lau là sạch thôi. Cái này thì nó là dòng cao tần, dung tích 1 lít, sản xuất năm 2014 nhé. Đấy, ở đường trước này thì nó sẽ có những cái chấm bi này, rất là đẹp này. Đấy, chấm bi rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ mở vào lòng trong nhé. Nắp nồi, cái này thì doang nồi nó sẽ liền luôn vào nắp nhé. Đấy, liền luôn, tức là mình không thể lấy ra được nhé. Đấy, nó liền luôn vào đây cả nhà mình nhé. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, toàn bộ là inox này. Và doang nồi thì xanh đét này, mới kinh keng luôn nhé. Đấy. Lòng nồi đấy thì có phủ một lượt kim tuyến này, rất là đẹp nhé. Đấy, cả nhà mình thấy này, không có chảy xước, không có bong chóc bên ngoài đấy. Thì nó là dòng inox này. Kinh keng luôn, sáng lắm luôn. Độ sáng bóng của dòng inox này nó rất là sáng nhé. Cái này thì bên em đang bán với giá là 2.100.000 đồng nhé. Bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ. Và bây giờ thì em sang cái cuối cùng của ngày hôm nay. Cái cuối cùng của ngày hôm nay là một em Panasonic. Vâng, em này thì thân hình là toàn bộ màu nâu nhé, màu nâu cà phê này. Rất là đẹp. Quá là đẹp luôn các bác ạ. Không có một vết chảy xước nào này. Đấy, không có một vết chảy xước nào, rất là đẹp. Độ mới thì còn cao nhé. Độ mới thì cũng còn tới 97% độ mới này. Cái này là cũng là dòng cao tần này, dung tích 1 lít, sản xuất năm 2020. Cái này đời rất là cao luôn. Đấy, sản xuất năm 2020. Diềm này thì toàn bộ là inox này. Toàn bộ là inox. Đây, nắp nồi thì như thế này quá đạt tiêu chuẩn luôn các bác ạ. Quá đạt tiêu chuẩn luôn nhé. Doang nồi này, xanh trong luôn. Không có một vết gọi như là chảy ố gì nhé. Đấy, mới kinh keng này. Nắp nồi thì mới nhé. Quá là đạt tiêu chuẩn. Nồi đã qua sử dụng mà nói như thế là chưa sử dụng đấy các bác ạ. Vâng, lòng nồi của em này thì có phủ một lượt kim tuyến này. Đẹp lắm luôn nhé. Đẹp không thể chê vào đâu được này. Không có điểm trừ luôn. Đấy. Bên ngoài thành vách này, có mạ đồng này. Ở nhà mình thấy này, mạ đồng này. Sáng bóng luôn nhé. Đấy. Giống như một chiếc nồi mới đấy. Thế nhưng mà nó đã qua sử dụng nhé. Nó là dòng giống như một chiếc nồi lướt luôn. Đấy. Đẹp mà từ trong nội thất đường trong cho đến bên ngoài. Độ mới cao. Và nồi này thì năm sản xuất cũng là cao. Cái này thì bên em đang bán với giá là 2.200.000 đồng nhé. Đấy, bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0136148716 cả nhà mình nhé. Dạ vâng, đến đây thì em xin được tạm dừng video. Các bác vào theo dõi kênh của em mà trước khi rời kênh thì cũng mong ủng hộ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo ạ.